nhà vườn của em đang đi một cái đơn hàng rất là lớn cho khách hàng ở Đà Lạt nha quý anh chị, ngày 28 tháng 10 2023. Đơn hàng này là hơn 50 loại cây, cây bên em đã và đang chuẩn bị cho quý khách hàng này. Đây, đây là danh sách bên em, một cái list rất là dài nha quý anh chị, đa dạng chủng loại cây. Đây là cận cảnh công tác bên em đang chuẩn bị. Anh khách này thì đang xây một cái khu nghỉ dưỡng sinh thái, cho nên là trồng rất là nhiều cây ăn trái và cây cảnh quan. Và anh đã xuống tận vườn của nhà vườn bên em để lựa chọn những cây đẹp ưng ý mang về. Hiện tại bên em đã gói hàng rất là nhiều cây rồi, và xe bên em đang chuẩn bị sẵn luôn. Công tác này tầm khoảng là một tiếng nữa thôi, bên em là sẵn sàng cây để mà cẩu lên xe để mà đi gieo trồng cho anh này nè ở Đà Lạt nha quý anh chị. Rất là nhiều cây, từ cây lớn cho tới cây nhỏ bên em đều gói rất là kỹ càng. Cho nên là quý anh chị mà mua hàng bên em thì hoàn toàn yên tâm nha.